tại vì khi phim mà con muốn làm á là giống như kể chuyện về là giống như ba làm sao vô furniture, tại vì bây giờ là ba đang plan là sẽ đóng cửa tiệm phải không? Ba làm sao, when was your first furniture store job? Downtown San Jose á, hồi mới vừa đẻ con được lẽ tên là gì rồi, có mấy cái hình đó đó mà ba không biết mẹ giữ bỏ đâu, hồi mẹ đẩy ra tìm mẹ chơi, con ngồi trong xe gì đó, stroller. Thì trước khi con đẻ ra là ba chưa có làm furniture chưa? Trước đó thì ba làm salon chỉ đi học. Rồi tới khi mẹ có bầu thì ba cho mẹ xuống không có làm xe lăn nữa, ba làm thêm năm nữa. Tới khi đẻ con thì ba nghỉ ở nhà, ba thấy kia mẹ với con ship money, the first ship money. Sau đó thì gì năm qua thì gì năm phụ coi con với mẹ, ba đi làm tiếp. Rồi lúc đó mới là furniture. No, I'm just asking. Ai giới thiệu ba vô làm furniture? Hồi đó cậu Hải với bà cậu Hải model descript cuộc đời mà xuống mà bế tắc á, tụi tiên nó gọi là gì? Wow, I don't know. Desperate. Nên mới tới kêu ba, tự biết ba có tiền. Kêu ba thôi ra phụ mở tiệm rồi cho hai người đó có công ăn việc làm, chỉ có chỗ làm ra mở được 3 tháng, hai đứa đây toàn bát thôi, thôi ba bỏ ba đi, ba giao tiệm lại. Some kind like a lot of money. Mà ba làm mấy tháng xong rồi ba để tìm lại hả? Ba làm bao lâu? Khoảng 3-4 tháng ba để tìm lại cho cậu Hải với bạn cậu Hải. Rồi sau khi ba quyết định đi 1-2 ngày thì cậu Hải cũng quyết định bỏ đi luôn, qua cái chỗ khác phụ người ta làm, rồi giao tìm lại cho cái bạn cậu Hải. Last được 6 months later từ cậu đấy. Rất là ăn chơi bài bạc đủ thứ hết. Nhỏ con có gặp nhiều lắm. Ủa mà ra tiệm xong rồi giao lại cho mấy người đó thì sao, cái tiền đầu tư vô cái đó là họ trả lại. Bệnh viện đang có lời, không mất còn chết mình đi, không mất còn chết mình khó tiền lại, tiền tiền khó hơn. Xong rồi ba bỏ cái tiệm đó thì ba đi đâu, ba làm gì? Thì sau đó Dương Hải, chị em Dương Hải mở tiệm trên El Cerrito á, kêu ba lên phụ. Ba lên phụ được 1 năm. Ba phụ 1 năm thì ba tính quay lại, ba finish my school. Từ hồi đó ba còn khoảng 2 lớp nữa là get engineering bachelor degree rồi. Lúc đó mà cậu Hải bỏ đi qua cái hãng mà làm sofa gì Wood Factory ở downtown San Jose đường Fifth Street á, thì hai người owner ấy, cậu Hải muốn ra mấy cái tiệm nhỏ nhỏ để mà làm bán thêm đồ của factory, thì ra với Bắc Cường với chú Diệt rồi đó. Nhưng mà mới ra được tiệm đầu với một cái nói với owner of the sofa factory in Oakland, ở gần sân vận động stadium thì bị trao vô, cho nên cái người owner của cái Oakland rút ra. Lúc đó ba tính nghỉ, cũng quyết định nghỉ rồi, bên Dương Hải tự ba nghỉ lên chỉ phụ nằm cho everything ok rồi ba go thôi, tôi mở tìm những thứ làm lắm con.
mày đi đi xíu kể. Thì vô đó rồi bắt đầu bạch chiếc quần quần một cứ nó dây dưa hoài. Tới tới năm 2000 á, thì bà quyết định thôi, no more. Không có dây dưa nữa. Và lúc đó bà với cậu Hải á, là separate cái company ra làm đôi. Cho cậu Hải lấy nửa, bà lấy nửa. Rồi tới năm 2000 á, bà đóng hết. Đóng hết rồi bà tính quay lại học. Cho nó finish my degree thì quay lại thì trường San Jose State nó nói cái record mày quá 7 năm mà mày phải học lại từ đầu, từ số zero. Mà bực bội quá bà chưa có kịp quyết định gì á thì bạn của bà Image Furniture 1, 2, 3 lên phụ nó quýnh quyết tìm giống như đám xeo bây giờ vậy. Mà tìm ấy, nó bự, tìm nó khoảng 50-60 ngàn square feet nha, bự gấp 5-6 lần thì ba bây giờ lên coi mấy tháng. Sau đó mới dây dưa rồi chú Đức với anh vợ chú Đức 1-2 kêu ba, 1-2 ra cũng giống như hồi xưa. Cậu Hải, bạn cậu Hải ra bắt cấp để mà mở tiệm, dính tới giờ luôn. So okay, I don't want to, but I had to do. That's why in my life, most of the thing I really want, I never change to do it. No, giống như hồi nhỏ bà thích vẽ, viết văn, mà ông nội cấm, tự cộng thôi, rồi bà chơi đa ba lần nữa.